Kính thưa quý vị, đây là tiệm bán vé số vừa truyền thống vừa bằng cái hệ thống điện tử Vietlott. Thì đây là nơi này đã xảy ra một cái vụ việc rất là phấn khởi quý vị ạ, ngay thời điểm cuối năm. Một người chạy xe ôm truyền thống nha, cả ba thế hệ sống trong căn nhà trọ rất là cũ kỹ, nhưng mà may mắn ông đã tìm vận may nơi chính nơi này và ông đã mua Vietlott, ông đã trúng được vé số hơn 96 tỷ đồng. Và hôm nay Lan hiện đã gặp được chị đại lý vé số này, người mà đem đến sự may mắn cho bác xe ôm, để chúng ta hãy cùng chung vui. Đây giống như một lời chúc của Lan hiện đến mọi người, đem cái sự may mắn đến cho tất cả mọi người đúng vào thời điểm mà năm hết Tết đến. Và từ ngày mà chỗ chị bán trúng thì đã thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều người đến đây để mua, cũng như là nơi bán của chị đã đem đến một cái duyên may cho mọi người. Quý vị hãy nhớ địa chỉ của chị ở chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 nha quý vị, số 006 Lốc D. Chị rất là vui vẻ khi mà đem đến cái sự may mắn tài lộc cho người khác. Chào chị. Dạ, nhìn chị lúc nào cũng tươi cười, nhất là nhân dịp Tết đến như thế này là dễ thần tài gõ cửa mọi người lắm. Em mời chị hãy vào nơi mà đã từng đem cái sự may mắn cho một bác xe ôm truyền thống với số tiền hơn 96 tỷ đồng. Thưa chị, thì cái vụ việc đó nó xảy ra như thế nào, chị hãy chia vui với mọi người đi chị. Buổi trưa khoảng 1 giờ rưỡi thì người đi được, cũng như là mình không biết là ai chứ. Thì người ta đến mua. Đến mua xong cái chiều á, chiều cái ở công ty nhắn về là ở điểm mình có một khách hàng trúng. Cái mình đang ngồi mình cũng mừng quá trời luôn. Cũng như là khách trúng mình cũng vui vậy đó. Dạ. Dạ, lúc đó trong đầu chị có nhớ ra khách nào không chị? Không nhớ. Đúng rồi, tự nhiên bán nhiều quá phải không chị? Dạ, rồi công ty báo về cho biết là cái đại lý của mình, cụ thể là 006 Lô D ở chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Em muốn nhấn mạnh cái địa chỉ đó để cho mọi người đều biết đến, bởi vì cái tâm lý của người dân mình cũng như là người nào mà đem may mắn đến cho người khác á, thì nó giống như là một cái cơ may và tiếp tục sẽ đem tới cho người khác may mắn nữa. Cho nên em muốn nói cái địa chỉ của chị để cho mọi người đến đây, thứ nhất là ủng hộ cho chị, thứ hai là người ta tìm thêm cái vận may, chính chị là người đem đến cái duyên cho người khác. Trở lại câu chuyện về người khách đặc biệt trúng hơn 96 tỷ, thì chị hãy chia sẻ lại là công ty lúc đó là báo là khách trúng giải bao nhiêu tiền và tiếp theo diễn biến của câu chuyện nó diễn ra như thế nào thưa chị. Thì mình cũng không biết là khách nào hết trơn á, đâu biết khách nào. Dạ vâng. Thì chị nói tiếp đi, công ty chia sẻ là cái điểm của mình bán trúng được bao nhiêu tiền và diễn biến tiếp theo đó thì nó diễn ra như thế nào. Thì chị kể tiếp trong cái câu chuyện đó đi, chị vui quá. Dạ thì công ty đó luôn là hơn 96 tỷ ha chị. Thì chị còn nhớ cái dãy số đó không thưa chị? Không có nhớ anh, nhưng mà em cũng có chụp hình lưu lại. Ồ vậy hả? Vâng, đâu cái số nào mà chị lưu lại đâu cho mọi người cùng chia sẻ. Hồi đó giờ có khi nào chị bán cho ai chúng mày cao như vậy chưa thưa chị? Chưa. Dạ, cao nhất là bao nhiêu thưa chị? Cao nhất là 40 triệu. Cao nhất là 40 triệu hả? Và đây là lần đầu tiên cái địa điểm của mình ở thành phố Hồ Chí Minh bán được cho một vị khách là trúng 96 tỷ lẻ mấy trăm triệu á quý vị. Dãy số đó là 0518 223441 giờ. Đâu chị? Dạ. À 0518 223441 45. Và người khách đó là mua là cái tờ này đúng chỉ có hai số thôi, là 20.000 thôi hả chị? Đúng rồi. Cái người khách đó có hay đến đây mua không, hay đó là lần đầu tiên? Không, có lần thỉnh thoảng, như khách cũng thường mua vậy chứ không phải thường xuyên. Dạ. Rồi thì sau khi được công ty báo rồi thì những ngày tiếp theo đó hay là ngay trong thời gian đó luôn là cái người đàn ông mà trúng số đó? Một tháng sau. Khách mới lãnh. Dạ. Mình cũng tưởng là khách quên, bỏ quên đâu mất rồi. Thường thường là khách lại nói nha, mua thì mua chứ không có quan tâm, không có tin gì mấy vậy. Thưa quý vị, bây giờ thì quý vị hãy nghe chị chia sẻ cái thời khắc mà chị gặp được người may mắn nhất
Và chính chị là đem đây mắng cho người đó, và người đó đến đây và đã gặp chị, và hai người chia sẻ như thế nào ạ? Không, người đó mình không gặp. Không gặp hả chị? Không gặp. Dạ, vậy thì chị có biết về người đó làm sao không? Sao không? Không. Sao em nghe nói là người đó có gửi tặng cho chị một số tiền mà? Nghe là ở cũng gần ở đây, gần ở chung cư này, nhưng mà người ta lên công ty người ta lãnh hả? Người ta gửi lên... tiền trên công ty luôn không? Dạ, dạ hoàn toàn chị không biết gì người đó. Wow. Và người khách đó là tặng cho chị bao nhiêu tiền? 50 triệu. Mà chị xác nhận là đúng cái dãy số đó là mình bán bữa đó không chị? Đúng. Ồ, thí dụ như là mình bán mình không có lưu lại những cái thông tin gì của khách ha chị? Không có thông tin gì, không có lưu lại. Em có ở trên công ty có máy chủ á. Dạ. Đưa thông tin xuống. Dạ. Vậy từ ngày mà biết được là trúng như vậy thì chị bán đắt hàng hơn không chị? Bán khách có rất nhiều hơn. À, thưa quý vị, như chị vừa mới chia sẻ thì chị cũng là người nghe thông tin thôi, mặc dù chị là người bán. Dạ. Người bán cho người trúng hơn 96 tỷ, nhưng mà chị cũng chỉ nghe thông tin thôi chứ hoàn toàn là không có thấy được mặt này gì hả? Dạ. Rồi chị có nghe công ty nói là về cái cuộc sống của gia đình của người này trước khi mà trở thành là tỷ phú, 96 tỷ phú như vậy không chị? Chị có nghe chia sẻ về người này không? Không nghe nữa. Cũng như ba công ty nó là giữ bí mật, không để lộ thông tin. Dạ. Giờ không cho gặp như là xưa nữa. Chị có nghĩ rằng là tại chị có suy nghĩ là tại sao mà trong chính phải kéo dài cả tháng trời nè nó mới diễn ra cái sự chi trả không chị? Tại vì giấy tờ sao đó cũng có nhiều khán giả họ sẽ đặt cái dấu hỏi nghi ngờ như thế này, không biết là chị nghĩ sao. Thí dụ như mà hôm nay họ mua mà công ty báo họ trúng liền á, mà chỉ cần vài ngày sau trả, thì có thể là chị sẽ trích xuất lại camera, chị sẽ thấy được cái người đó đúng không? Và đằng này công ty cố tình là để cả tháng luôn để cho hệ thống mà lưu trữ camera nó không còn nữa. Tự nhiên thường á là một cái mà lưu trữ camera lại để mà dữ liệu vậy không bao giờ mà nó quá được 15 ngày cả, chứ không thể nào mà kéo dài đến cả tháng. Em nghĩ đó là cũng một lý do mà họ cố tình họ kéo dài ra. Chị có nghĩ vậy không chị? Không, mình nghĩ là hôm nay trên thành phố mình cũng trúng nhiều điểm trúng, cho nên số tiền lớn á, cho nên chậm một chút xíu hả? Chậm gì mà cả tháng, hình như cái số này chị bán là chính xác luôn là ngày mấy tháng 11? 24 hay 11. Mà đến có một điểm ở quận 10 bán trước mình luôn đó, mà ta lãnh thưởng trước. Dạ. Tuần sau 10 ngày. Cái điểm đó là trúng được bao nhiêu chị? 53 tỷ mấy. 53 tỷ mấy, sao em không nghe thông tin đó mà? Dạ. Lê Thị Viên các bạn 8 đó, ngay chỗ công Lê Thị Viên đó. Dạ. Tại vì vâng em biết rồi, nhưng mà cái người Việt Nam mình á không phải là cái gì hết, nhưng mà em thấy á, chị bán cái số cho cô đi đã rồi em tích. Thưa quý vị, ở Việt Nam mình, tại vì cái cộng đồng nó sống không phải như nước ngoài, lúc nào cũng là tắt tối lửa, tắt đèn có nhau, hàng xóm ai cũng biết hết. Cho nên qua video này, nếu như mà chắc chắn một điều rằng, thí dụ như một người đang trong một cái cuộc sống mà khó khăn vô cùng luôn, mà bỗng nhiên trở nên giàu có, thì sao làm sao mà giấu được khi mà cả gia đình, ba thế hệ cùng sống trong căn nhà trọ ọp ẹp. Và bác thì lấy ba chạy xe ôm bằng truyền thống, thì chắc chắn rằng bỗng nhiên gia đình bác thay đổi một cách hoang một cái thế, gần 100 tỷ không phải là một số tiền nhỏ gì ạ, nó cực kỳ lớn. Và với một người lao động chân tay như vợ chồng bác, con cái bác, đến cả thế hệ ba gia đình, mà không thể nào mà làm sao mà giấu cho bằng được, tuyệt đối để mà không ai có thể biết rằng là mình là người trúng cái số gần 100 tỷ như vậy. Cho nên là chắc chắn trước sau gì thì thông tin mà gia đình của bác xe ôm này trúng 96 tỷ hơn, cụ thể là 96 tỷ 243 triệu 090 ngàn vào ngày 24 tháng 11 năm 2023 ở đại lý vé số 006 Lốc D, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Số điện thoại của chị là 0941. Lên thì không thể nào cung cấp thêm. Thì chắc chắn rằng sẽ được hàng xóm và những người mà là người quen thân thiết của bác xe ôm này sẽ biết được rằng là đây là một gia đình chính thức trúng số. Vậy thì nếu như mà mọi người ai mà biết được thông tin này, hãy cố gắng thông tin
nhắn qua cho Lê Anh Thiện để mà Lê Anh Thiện sẽ tìm hiểu thêm. Và nó cũng là một điểm nhấn để mà giải tỏa cái thắc mắc nghi ngờ của mọi người từ ngày xưa tới nay, rằng liệu có cái việc trúng việc lót hay không, khi mà những người trúng họ cứ là phải bịt mặt như vậy, đặt ra những cái nghi vấn về cái tính xác thực của việc mua vé số mà trúng việc lót đến cả 100 tỷ như thế này. Vâng, Lê Anh Thiện nói thì chắc quý vị cũng đồng quan điểm với Lê Anh Thiện đúng không ạ? Lê Anh Thiện xin nhắc lại là như những gì mà Lê Anh Thiện đang gặp chị bán vé số đây, chị xác nhận rằng người đàn ông mà trúng số hơn 96 tỷ tại đại lý của mình và được công ty Vietlott trả sau hơn một tháng, nhưng chị hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này, người chỉ nghe thông tin thôi, và thậm chí là tặng cho chị số tiền thì cũng từ công ty Vietlott đưa chứ chị cũng không biết. Vậy thì khi mà cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, nhất là những cái người ở Sài Gòn này luôn tối lửa tắt đèn có nhau, thì chắc chắn rằng chuyện nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ biết để mà chia vui với lại gia đình bác xe ôm này. Và nhưng mà mọi người cứ gần Tết rồi, nếu ở gần khu vực Lạc Long Quân này hãy đến chung cư Lạc Long Quân để ủng hộ vé số cho chị, biết đâu chúng ta là những người tiếp theo đúng không thưa chị? Chị thì như cái quan điểm của em nói rằng người Việt Nam của mình, cộng đồng Việt Nam của mình hồi xưa giờ sống mà tối lửa tắt đèn hay có nhau, thì chắc chắn rằng nếu như mà một người mà sống trong cái cảnh nghèo túng ba thế hệ cùng ở trong một căn nhà trọ mà làm nghề xe ôm vậy mà bỗng nhiên trúng được gần 100 tỷ này, thì em nói là dù cho giấu cỡ nào cũng sẽ không bao giờ mà những người hàng xóm, những người thân thích họ là không biết được đúng không chị? Thì chắc chắn rằng thông tin về chú cũng sẽ được mọi người biết được và nhắn tin cho Lê Anh Thiện để Lê Anh Thiện đến để tìm hiểu chung vui và để một lần nữa xác định rằng việc trúng việc lót từ nhiều năm qua là hoàn toàn có thật nha quý vị. Còn nếu mà nó cứ mãi là một bí ẩn này thì chắc chắn rằng cái sự mà nghi ngờ của mọi người cũng sẽ còn tiếp diễn hoài hoài, khi mà những người trúng số mãi mãi là con số bí ẩn, mãi mãi là một nhân vật đầy bí ẩn không có sự xuất hiện. Đến đây Lê Anh Thiện xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại một lần nữa. Lê Anh Thiện mong muốn rằng những người nào biết được chú vé số trúng gần 100 tỷ này hãy liên hệ lên Lê Anh Thiện nha. Xin cảm ơn ạ. Chào chị ạ. Chào chị. Dạ.